sao suy dữ vậy bà? Khách hỏi là thời điểm nào nên mua kim cương. Không biết trả lời khách làm sao, để cho khách mua nhiều nhiều trước. Ông để cho khách mua nhiều nhiều. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vậy theo mọi người, kim cương có tăng và giảm như là giá vàng không? Theo như em chỉ biết, kim cương hiện tại đang ở mức giá mà mọi người có thể mua vào được ha. Và để một thời gian thì giá sẽ càng ngày càng tăng thôi. Kim cương nó sẽ không bị mất giá. Và hiện tại khi mọi người mua kim cương vừa là món trang sức, mọi người đeo lên người sẽ tăng lên cái vẻ quý phái sang trọng cho bản thân của mình. Ngoài ra mình có thể để kim cương làm của được ha mọi người nha. Và còn một vấn đề nữa là khách của em khi đến mua kim cương ở Kỳ Lân Luxury luôn chọn cái mẫu nhẫn Rolex xoay này. Vì thường em hỏi khách, khách thì trả lời là cái mẫu này nè, vừa đeo vừa đẹp nhưng mà vừa có thể xả stress được nha. Đây mọi người coi. Cũng như mọi người đang thấy thì cái mẫu nhẫn Rolex xoay này của bên em thì có thể xoay được như thế này. Em thấy là khách hàng khi mà mình làm việc nhiều nè, mình đang phải suy nghĩ stress một chút xíu, mình vừa ngồi vừa xoay nhẫn như vậy khá là thoải mái nha mọi người, thư giãn đầu óc cực kỳ tốt luôn. Không phải là em nói mà là đó là những feedback của khách hàng bên em khi mà họ mua những mẫu nhẫn này về. Cái thú vui thích nhất của họ là ngồi xoay nhẫn theo kiểu này. Nếu mà mọi người không tin, mọi người có thể mua về thử nha. Và mẫu nhẫn size Rolex được bên em đang có mức giá là 95 triệu. Mọi người ơi, hãy đến với cửa hàng của bên em ha, địa chỉ nằm trên kênh TikTok của Vicky. Mọi người vô tham khảo và cũng như đến với bên em mình mua hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.